Xin kính chào tất cả các quý phụ huynh và các em học sinh. Ở video học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập của bài 63 trang 72 của bài tập toán lớp 2. Bài tập số 1 yêu cầu chúng ta đặt tính rồi tính, tức là các em sẽ đặt theo hàng dọc. Chúng ta lấy 15, các em trừ đi 9. Khi đặt tính thì các em chú ý chữ số 9 này. Số 9 này là nó ở vị trí hàng đơn vị, thì các em phải đặt nó thẳng cột với chữ số 5 hàng đơn vị của số phía trên. 5 không trừ được 9, các em lấy luôn 15. 15 trừ đi 9 bằng 6. 6 này là 6 đơn vị, các em cũng viết thẳng cột với các chữ số hàng đơn vị phía trên. Tương tự, 15 trừ đi 7. Con 7 này đơn vị này, thì nó sẽ phải thẳng cột với các chữ số hàng đơn vị. 5 không trừ được 7, các em lấy 15. 15 trừ đi 7 bằng 8. Đây, các chữ số hàng đơn vị phải thẳng cột nhé. 8 đơn vị thì nó phải thẳng cột với chữ số 5 và chữ số 7 phía trên. Hoàn toàn tương tự, 15 trừ 8, các em chú ý cái cách đặt thôi. Còn phần tính toán thì nó cũng tương đối dễ, chúng ta cẩn thận một chút. 8 này không, 5 không trừ được 8, các em lấy 15 trừ đi 8 bằng 7. 15 trừ đi 6, đấy. Chữ số 6 thì nó phải thẳng cột với chữ số 5 hàng đơn vị của số phía trên. 5 không trừ được 6, các em lấy 15 trừ đi 6. 15 trừ 6 bằng 9. Đây, các chữ số cùng một hàng đơn vị thì nó phải thẳng cột với nhau. Sang nhỉ B. 16 trừ đi 7. 6 không trừ được 7, các em lấy luôn 16. 16 trừ đi 7 thì bằng 9. 16 trừ đi 9 nào. 6 này không trừ được 9, các em lấy luôn 16. 16 trừ đi 9 bằng 7. Các chữ số hàng đơn vị thẳng cột với nhau. 16 trừ đi 8 này. 6 không trừ được 8, các em lấy 16. 16 trừ 8 bằng 8. Các chữ số hàng đơn vị thì các em viết thẳng cột. 17 trừ đi 8. 7 không trừ được 8, các em lấy 17. 17 trừ đi 8 bằng 9. Luôn luôn chú ý các chữ số hàng đơn vị thẳng cột với nhau. Câu C, 17 trừ đi 9 nào. 7 không trừ được 9, lấy luôn 17. 17 trừ đi 9 bằng 8. Tiếp tục, 18 trừ đi 9. 8 không trừ được 9, các em lấy 18. 18 trừ đi 9 bằng 9. Đấy, chú ý vào các chữ số cùng một hàng thì phải thẳng cột. Tiếp theo, 18 trừ đi 8. 8 này. 8 trừ đi 8 bằng 0. Được chưa? 1 này không trừ gì cả thì em hạ xuống. Như vậy kết quả chúng ta sẽ bằng 10. Tiếp theo nữa, 17 trừ đi 10. Ta trừ hàng đơn vị trước, 7 trừ đi 0 thì bằng 7 này. 1 trừ đi 1 bằng 0. Tuy nhiên cái chữ số 0 nó nằm ở đứng ở phía trước này, nó không có giá trị. Các con không cần phải ghi nhé. Không cần phải ghi số 0 đứng ở phía trước đâu. Như thế là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Bây giờ cô và em sẽ sang bài tập số 2 này. Nối phép tính để được nối phép tính với kết quả của cái phép tính đó. Như vậy chúng ta sẽ nhẩm nhá. 17 trừ đi 8. 17 trừ đi 8 bằng 9. Như vậy các em sẽ nối đến số 9 cho cô. Đây, 17 trừ đi 8 thì bằng 9 này. Đây. Được chưa? Tiếp theo, 15 trừ đi 6. 15 trừ đi 6 thì cũng bằng 9. Các em sẽ nối đến số 9. Giờ chúng ta sẽ nối
Như này. Đây. 15 trừ đi 6 cũng bằng 9 đúng không nào? Rồi, 15 trừ đi 8. 15 trừ đi 8 thì bằng 7, kem nối đến số 7. Tiếp theo nữa, 16 trừ đi 8 thì bằng 8. Đây, 16 trừ 8 bằng 8 này. Rồi. Xong phép tính này, 16 trừ đi 9. 16 trừ 9 bằng 7, kem nối đến số 7. Sang phép tính này, 18 trừ đi 9 thì bằng 9. Mười lăm trừ đi 7 thì bằng 8, đúng không ạ? Bằng 8 thì em nối đến số 8 cho cô. 15 trừ 7 bằng 8. Và cuối cùng, 17 trừ đi 9. 17 trừ đi 9 thì cũng bằng 8, kem nối đến số 8. Như vậy là trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong bài tập số 2. Chúng ta đã nối các kết quả của phép tính với nối các kết quả với các cái nối các cái phép tính này với các cái kết quả tương ứng đây rồi. Đấy, đối với phần này thì các em có thể nối bằng tay nhá, không yêu cầu là phải nối thẳng đâu, bởi vì có những cái mà nối thẳng ta không nối được. Các em có thể nối theo dạng vòng như này. Đấy. Miễn sao là các em nối đúng cái phép tính, nối đúng với kết quả tương ứng là được. Bài tập số 3. Tô màu xanh vào các hình tam giác, màu đỏ hoặc màu vàng vào các hình tứ giác, sao cho 3 hình đặt kề nhau thì có 3 màu khác nhau. Như vậy, màu xanh chúng ta sẽ tô hình tam giác màu xanh kia nhé. Vậy đâu là hình tam giác nào? Đây, đây là hình tam giác là 1 này. Hình này là hình tam giác này. Đây là hình tam giác và đây là hình tam giác. Các con sẽ tô màu xanh vào các hình tam giác trước. Cô sẽ tô màu xanh. Chúng ta phải xác định được đúng hình tam giác. Sau đấy chúng ta sẽ tô màu xanh vào các hình tam giác trước. Đây được một hình tam giác, cô tô màu xanh rồi. Tiếp theo, hình phía dưới này cũng là hình tam giác, cô tô màu xanh. Tiếp theo nữa, đây là hình tam giác, em tô màu xanh. Đấy, người ta yêu cầu tô màu xanh vào các hình tam giác. Cô là tô bị nhen ra một chút, thôi không sao. Đấy. Và cuối cùng đây cũng là hình tam giác, kem tô màu xanh vào. Sau khi kem tô màu xanh rồi thì chúng ta có xác định các cái hình tứ giác. Tứ giác là hình như thế nào? Tứ giác là hình có 4 cạnh đúng không ạ? Đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Hình này cũng là hình tứ giác. Được chưa? Đây là hình tứ giác. Đây cũng là hình tứ giác. Tương tự cho các hình này đều là cái hình tứ giác hả? Như vậy, kem sẽ tô màu đỏ này. Tứ giác màu đỏ nhé. Đây, cô sẽ tô tứ giác này màu đỏ đi. Thì tứ giác này cô sẽ tô màu vàng nhé. Đấy, màu đỏ và màu vàng. Các màu xen kẽ nhau, đúng không ạ? Đặt kề nhau thì khác nhau. Thì đây lại là sao màu đỏ này. Đây là một tứ giác này. Chưa? Đây lát nữa cô tô màu vàng sau nhé. Cô tô luôn một lượt màu đỏ đi. Rồi, cái này cũng màu đỏ nhé. Các em tô hết màu đỏ thì em sẽ tô ra màu vàng cho cô.
Rồi bây giờ cô sẽ ra tô tứ giác này màu vàng này. Đấy, tứ giác này màu vàng nghe nhé. Tứ giác này cũng màu vàng. Như vậy là cô đã tô xong cái yêu cầu của đề bài rồi đấy các em. Hình tam giác thì em tô màu xanh, còn lại các tứ giác em tô màu đỏ hoặc màu vàng xen kẽ. Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập ở trong vở bài tập tập lớp 2 bài 63 trang 72. Để ủng hộ cho cô thì các em hãy nhớ like, chia sẻ video sau khi xem nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi các video mới ở trên kênh. Cảm ơn tất cả các quý phụ huynh và các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả các quý phụ huynh và các em học sinh ở các video học tiếp theo.